Hello, xin chào cả nhà thân mến nha. Đây với kênh clip tiếp theo của Long Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình nha cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm món trứng chiên sốt cà chua để mình ăn cùng với cơm nha cả nhà. Bữa nay mình làm món chay. Món này cũng khá là rất là người yêu thích món này và ăn rất là ngon ha và rất là hao cơm. Mình sẽ sốt cà ha, mình sử dụng nguyên liệu là hai trái cà chua. Trái cà chua chút xíu mình sẽ sắc nhuyễn ra mình làm nước sốt nha cả nhà. Và phần hành lá mình sẽ dùng 5 cây hành lá nha cả nhà, để mình sắc phần gốc đi, và hành tím nha cả nhà, và hai cây ớt để mình có vị cay, và tỏi để tạo hương vị thơm cho trứng nha cả nhà. Rồi mình sử dụng hai quả trứng gà ha, hai quả trứng chút xíu mình sẽ đập ra, mình sẽ quậy nhuyễn ra, mình chiên trước nha cả nhà. Cả nhà yêu thích món này hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để mình có động lực để mình làm cái món lạ và ngon hơn nha. Rồi cái nhà vô bếp. Nói này thì mình đã bỏ hai trứng vô, mình cho phần đậu hành và mấy ớt vô nha. Và một chút tím, chút tỏi nha cái nhà. Tỏi. Mình nêm nếm thế này thôi thì phần nêm nếm kia sau nha cái nhà. Đây mình sẽ quậy đều hết. Đây mình sẽ quậy đều hết để tỏi, hành lá, hành phi, hành tím để nó trộn đều nhau nha cả nhà. Bắt đầu sẽ chiên lên. Cái nhà phần này mình cũng đã quậy nát sơ như thế này nha cả nhà. Đây bắt đầu mình sẽ cho phần chảo lên ha. Cho chảo lên để mình nấu nha cả nhà. Chiên sơ thôi. Cái nhà mình sử dụng cái chảo như thế này để mình làm cà chua trứng chiên sốt cà chua nha cả nhà, ăn cùng với cơm. Cho hai muỗng dầu ăn vô rồi nha. Bắt đầu sẽ đổ phần trứng này vô nha cả nhà. Trứng này vô. Rồi mình sẽ quậy ha. Đổ ra. Đánh nhuyễn ra nha cả nhà, đây, như thế này nè, nó để phần sốt cà chua nó dính đều hơn nha, đánh nhuyễn ra, đánh chín. Rồi cái nhà phần trứng của mình cũng đã đánh nhuyễn ra như thế này nè, mình sẽ cho vô tô lại nha, bắt đầu mình sẽ làm nước cà chua nha cả nhà. Mọi người ơi, thì mình cũng đã chiên trứng sơ qua ha, chín nè, chín sơ qua đây, đánh nhuyễn ra như thế này để chút xíu một sốt cà chua nó ngon hơn nha cả nhà. Thì món này rất là đơn giản cả nhà ha, cả nhà có thể làm bất cứ chỗ nào mà tiết kiệm thời gian nha cả nhà. Món này ăn chung với cơm cực đỉnh luôn, mình có đậu hũ nữa mình sẽ bỏ vô được cũng ngon luôn nha cả nhà. Và bắt đầu sử dụng cái chảo này lại để mình làm cà chua nha, sốt cà chua nha cả nhà. Cái nhà ấy thì mình cũng đã sắc cà chua ra như thế này nè, cục cục nhỏ nhỏ để mình xào lên để cho nát ra những phần cà chua ha. Đây mình đã sắc sẵn rồi nha. Bắt đầu mình sẽ cho phần bật bắp lên. Để sắc như thế này để chút xíu mình xào nó dễ nhuyễn ra hơn nha cả nhà. Sắc nhỏ nhỏ xíu nữa. Cái nhà mình sẽ cho phần dầu ăn vô nữa nha. Miếng dầu ăn rồi khi nào dầu ăn nóng lên thì mình sẽ cho phần hành lá với tỏi vô nha, mình phi lên cho vàng lên cho nó thơm nha, để mình làm sốt cà chua cho nó ngon. Rồi, nghe mùi thơm quá cả nhà, thơm đói bụng luôn á, hành phi, hành tím này với hành lá với tỏi thơm quá. Rồi đã vàng lên rồi cả nhà, bắt đầu cho cái phần cà chua vô nha. Mình xào đều cái phần này luôn, mình xào đều phần này luôn nha cả nhà, cho nó nhuyễn ra nha, rồi mình mới cho trứng vào nha cả nhà. Món này rất là dễ mà ngon, đặc biệt nó ngon lắm.
thì phần cà chua làm cho mình đẹp da, phần trứng thì làm cho mình khỏe hơn nha cả nhà. Món này có lợi cho sức khỏe lắm đó cả nhà, thấy nó đơn giản nhưng mà có lợi cho sức khỏe lắm, tốt cho sức khỏe nữa. Mình sẽ đi nếm luôn nha, cho phần một ít nước mắm vô ha, cho nó thơm. Đây, đó. Và một ít bột ngọt. Đây nè, bột ngọt. Và một ít đường nha cả nhà. Xong mình sẽ vẩy lên cho hồng hộp nó tan đều nhau hết nha, để cho hòa đều chung với nhau hết, nó chưa nhuyễn ra nha cả nhà. Mình là chia sẻ món trứng chiên sốt cà này rất là đơn giản và ngon, cũng có cơm mà ngon thực phẩm hỏi chê luôn. Ở cái nhà thì đã nhịn ra nha, tôi nhịn máy được xíu nè. Đây cái nhà cũng đã nhịn ra nha, bắt đầu mình sẽ cho phần trứng lên nha cả nhà. Đây, trứng nè. Nhà quá ngon chưa? Đây, bắt đầu mình cho phần tím còn lại nãy cho lên mặt nha. Và cho phần hành lá lên luôn. Đây nha. Ngon chưa cả nhà, quá hấp dẫn chưa. Mình sẽ cho miếng ướp sắt lên mặt nha cả nhà, tắt bếp. Mình sẽ cho miếng tiêu lên nữa, tiêu nữa cả nhà, tiêu nha. Đó. Quá là ngon luôn cả nhà ơi, quá ngon luôn nha. Trứng này mình có thể gấp lên như thế này được nha, còn mình chiên nhuyễn quá thì nó gấp không được. Đây. Đó, trứng có thể gấp gì ăn được cả nhà, rất là ngon nha. Mình sẽ bưng xuống mọi người cùng dùng bữa cơm với mình nha. Và món trứng chiên sốt cà nha cả nhà, rất là đơn giản mà tính chất của nó rất là ngon, không khác gì món gì đấy, xong lấy cái kia múc chạy. Đường à? Rồi. Chưa rồi. Đó hết đi. Đóng đi. Cái này mình sẽ mời cái nhà cùng ăn cơm với mình nha. Mình làm chín nấu chín hết trơn nha cả nhà. Cả nhà ơi, trứng. Muốn đũa kia đi. Đây cả nhà, mình sẽ gấp mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Đây mời cả nhà miếng trứng nha cả nhà. Món trứng chiên sốt cà chua nha cả nhà. Nước mắm. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp nhà trong clip tiếp theo nha.